Bên cạnh những tiện ích mà Internet mang lại thì các nguy cơ và tác động tiêu cực của Internet cũng không phải là nhỏ. Tình trạng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, đánh cắp công nghệ, tài sản, trí tuệ, bản quyền trên Internet ngày càng tăng. Nguy cơ gián điệp mạng đã trở nên phức tạp, nguy hiểm, tấn công làm tê liệt hoặc chiếm quyền điều khiển các hệ thống thông tin là rất nghiêm trọng. Chúng ta cũng thấy biểu hiện nguy cơ sử dụng môi trường Internet để phát tán thông tin bịa đặt, những thông tin không được kiểm chứng, không có nguồn gốc đáng tin cậy. Các đồng chí đều biết là trên Internet thì hiện nay là người ta cắt ghép rất nhiều cái thông tin, đúng không ạ? Thì các đồng chí thì có thể là không được kiểm chứng đó là thật hay giả, nhưng mà chúng tôi thì có những cái thông tin mà chúng tôi nhìn ở trên Internet ấy, hoặc là trên các video ấy, thì chúng tôi thấy ngay là cái đấy là nó cắt ghép ở đâu đó, nó không thật, bởi vì chúng tôi đã được nhìn thấy cái đó rồi, được biết cái chuyện đấy rồi. Nhưng mà nếu mà cứ cái đó mà dựng lên, chúng ta nghe, chúng ta thấy người ngoài nghe vào nhìn thấy thấy rất là phức tạp và không biết là tin là đúng hay sai. Những thương hiệu gieo rắc tư tưởng tổ chức các hoạt động khủng bố, phá hoại. Điều đáng tiếc là các thông tin này nhiều khi lại được đọc, chia sẻ và lan truyền, gây nên các hiệu ứng và hiệu quả không tốt trong xã hội.